Bạn biết đấy, con chim mới sinh, nó cần ăn bao nhiêu thực phẩm trong một ngày? Chúng ta hãy xem ngày hôm nay, chim con mới sinh này ăn như thế nào. Con chim sớm bắt được con sâu sớm bị chim ăn mất. Bây giờ là sáng sớm, chim mẹ bắt được bọ ngựa xanh. Dù chim con chưa mở mắt nhưng chim con đã có thể dựa vào giác quan của mình, nuốt bọ ngựa một cách trơn tru. Sau khi ăn, chú chim con trốn trong tổ. Sau một lúc, mẹ chim mang về thêm châu chấu. Châu chấu thì nhỏ, nhưng nó cũng là thịt. Chim con nuốt nó trong 2 hoặc 3 ngủ. Con châu chấu vừa mới chạm đất, chim mẹ lại mang về một con nữa. Một con thằn lằn nhỏ có kích thước gần bằng với chim con. Nhưng cả chim con cũng không sợ hãi. Vừa mở miệng, đẩy nó vào mạnh nhất có thể. Vì thằn lằn có kích thước tương đối lớn, đuôi dài, chim con khó nuốt hơn. Nó thường xuyên thay đổi tư thế trong khi nghỉ ngơi. Hãy nhét nó vào miệng càng mạnh càng tốt. May mắn thay, con thằn lằn này đã được vào đến hết trong miệng. Thằn lằn giã bị chim mẹ đánh bất tỉnh. Ngược lại, theo tốc độ ăn của chim con, tôi e rằng con thằn lằn vẫn có thể cứu được một sinh mạng nhỏ. Chú chim con đã thử mọi cách, phải mất rất nhiều nỗ lực. Cuối cùng, chim con nuốt chửng con thằn lằn. Chỉ là cái đuôi dài này thôi, chú chim con chưa biết phải làm gì. Nó mắc kẹt trong miệng chim non. Không lâu sau, mẹ chim gửi thêm một con châu chấu giàu protein. Nhưng chú chim con vẫn ngậm đuôi thằn lằn trong miệng. Chim mẹ sợ chim con đói, vẫn nhét vào miệng chim con. Nhưng chú chim con không thể mở miệng được nữa. Chim mẹ vừa bỏ cuộc. Sau khi kết thúc bữa ăn, chim con ngủ ngay lập tức. Bởi vì việc ăn uống tiêu tốn phần lớn năng lượng của nó. Vừa ngủ quên cách đây không lâu, chim mẹ bắt thêm một con tắc kè nhỏ. Con chim nhỏ nghe thấy âm thanh, chim con lập tức mở miệng, lại bắt đầu nếm thử con tắc kè nhỏ thơm ngon này. Thời gian này, nó đã có kinh nghiệm nuốt những động vật có đuôi dài. Tốc độ ăn bắt đầu tăng lên, nhưng chú tắc kè nhỏ này vẫn chưa bị mẹ đánh bất tỉnh. Hãy cứ vẫy đuôi, nó làm cho chú chim nhỏ vừa lo lắng vừa phấn khích. Sau khi nuốt con tắc kè nhỏ này, chim non tiếp tục ngủ. Đến giờ ăn tối, chim mẹ lại mang châu chấu về. Mặc dù thông qua máy ảnh, chúng tôi đã thấy bụng chim con to như quả bóng. Nhưng chim con vẫn há miệng. Nhưng lần này chim mẹ đã lựa chọn đúng đắn. Nó đã chọn rời đi. Nó biết rằng nếu chim con tiếp tục ăn, có lẽ hôm nay chim con sẽ kiệt sức. Được rồi, câu hỏi đến đây, bạn có biết rằng chim cần nước? Chim mẹ cho nó uống nước như thế nào? Hãy viết câu trả lời của bạn vào khu vực bình luận.